Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Chỉ có 3 tiểu bang tại Mỹ có khả năng xét nghiệm virus corona tại địa phương. Chỉ có 3 tiểu bang tại Mỹ có khả năng xét nghiệm virus corona tại địa phương. Ông Scott Becker, giám đốc điều hành của APHL, đại diện cho các phòng thí nghiệm Y tế công cộng tại Mỹ cho biết, đó là California, Nebraska và Illinois. Tất cả các tiểu bang khác phải gửi mẫu bệnh phẩm đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC để xét nghiệm, có nghĩa là phải mất từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ kể từ lúc mẫu bệnh phẩm được lấy cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Đài Loan điều tra trường hợp người phụ nữ lây virus corona cho cháu trong 5 phút theo tài News đưa tin, vào hôm thứ Bảy 22 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho biết họ đang điều tra trường hợp một người phụ nữ đã lây virus corona cho cháu gái, mặc dù hai bà cháu chỉ ở cạnh nhau 5 phút. Trước đó, vào hôm 20 tháng 2, người phụ nữ 60 tuổi ở phía đài Bắc Đài Loan không đi du lịch nước ngoài trong 2 năm đã được công bố là Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 24 của Đài Loan. Ngày hôm sau, con gái và cháu gái của bà cũng được công bố là trường hợp nhiễm thứ 25 và 26 nhiễm Covid-19 của quốc đảo này. Trong khi con gái được báo cáo là sống với người phụ nữ này thì cháu gái chỉ đến thăm bà ở bệnh viện trong 5 phút vào ngày 11 tháng 2, nhưng sau đó người cháu đã bị nhiễm Covid-19. Hàn Quốc nâng mức cảnh báo lên cao nhất khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng. Theo Reuters đưa tin vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chính phủ sẽ nâng mức cảnh báo bệnh truyền nhiễm của nước này lên mức cao nhất nhằm ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19. Theo Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh và Phòng chống Bệnh tật Hàn Quốc, Hiện nay nước này có 556 ca nhiễm COVID-19 và 5 người đã tử vong. Bộ trưởng Nhật Bản xin lỗi sau khi người phụ nữ rời du dư thuyền dương tính với virus corona. Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản hôm thứ Bảy 22 tháng 2 đã lên tiếng xin lỗi sau khi một người phụ nữ rời du thuyền công chúa Kim Cương dương tính với chủng mới của virus corona. Chúng tôi xin lỗi sâu sắc về tình huống gây ra bởi sự giám sát của chúng tôi, Katsunobu Kato, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản nói, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết như kiểm tra hai lần để ngăn ngừa sự lây nhiễm. Người phụ nữ ở độ tuổi 60 đã rời dư thuyền công chúa Kim Cương hôm 19 tháng 2 sau khi được cách ly hai tuần trên dư thuyền, nhưng lại có kết quả dương tính sau một xét nghiệm khác ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết 23 người đã rời du thuyền vào ngày 19 và 20 tháng 2, nhưng đã không trải qua các xét nghiệm kể từ trước ngày 5 tháng 2 và Bộ đang cố gắng tiếp cận họ để kiểm tra lại. Úc cho phép du học sinh Trung Quốc vào nước sau lệnh cấm do lo ngại virus corona. Theo Reuters, hôm thứ Bảy 22 tháng 2, chính phủ Úc cho biết khoảng 760 học sinh trung học đến từ Trung Quốc, nhưng không ai đến từ tỉnh Hồ Bắc sẽ được quay trở lại Úc để tiếp tục chương trình học. Du học sinh Trung Quốc chiếm gần 40% du học sinh quốc tế theo học tại Úc vào năm 2018 theo dữ liệu chính thức gần đây nhất và đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua, đóng góp hơn 30 tỷ đô la Úc cho nền kinh tế nước này tiểu bang bị cháy rừng của Úc vinh danh 25 nạn nhân. Theo Reuters, vào Chủ nhật 23 tháng 2, các gia đình, lính cứu hỏa và chính trị gia đã có mặt trong buổi lễ long trọng tại Sydney nhằm vinh danh 25 người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng gần đây. Trong số 25 người thiệt mạng có 19 thường dân, 3 thiện nguyện viên Úc và 3 lính cứu hỏa Hoa Kỳ. Thủ tướng Úc Scott Morrison cảm ơn những người đã chiến đấu với ngọn lửa và bày tỏ sự đau buồn khi trẻ em phải hôn quan tài của cha và những người mẹ lẽ ra không nên phải chung cất con mình. Các vụ cháy rừng ở Úc bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 và kết thúc khi những cơn mưa xối xả ập đến vào đầu tháng này đã khiến 33 người thiệt mạng, giết chết, một tỷ động vật và phá hủy 2.500 ngôi nhà. Nhật Hoàng bày tỏ mối quan tâm về dịch COVID-19 trong ngày sinh nhật. Reuters đưa tin, Nhật Hoàng Naruhito trong ngày sinh nhật lần thứ 60 hôm Chủ nhật 23 tháng 2 cho biết ông đang mong chờ Thế vận hội Tokyo vào mùa hè, nhưng ông lo ngại về sự lây lan của chủng mới virus corona đã giết chết ba người Nhật Bản và đang dần lan rộng ra khắp đất nước. Chủng mới của virus corona này là một mối quan tâm Tôi muốn gửi lời cảm thông đến những người đã bị nhiễm bệnh và gia đình họ, Nhật Hoàng nói. Đồng thời suy nghĩ của tôi hướng về nỗ lực của những người đang điều trị cho họ và làm việc chăm chỉ để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh. Tôi hy vọng những nỗ lực của họ sẽ sớm có kết quả. Hơn 80 người trên khắp đất nước Nhật Bản đã được xác định nhiễm bệnh COVID-19 và các sự kiện đã bị hủy bỏ trên toàn quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan. Samsung Electronics của Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Theo Reuters, hôm thứ Bảy 22 tháng 2, Samsung Electronics xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là tại tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị di động ở thành phố Gumi, Hàn Quốc, và nơi sản xuất này sẽ đóng cửa cho đến sáng thứ Hai 24 tháng 2, Công ty đã cho các nhân viên tiếp xúc với nhân viên bị nhiễm tự cách ly và thực hiện các bước kiểm tra để xác định xem họ có bị nhiễm bệnh hay không. Samsung cho biết trong một bản tin hôm thứ bảy Hàn Quốc cho biết nước này hiện có 433 người nhiễm Covid-19. WHO lo ngại về các ca nhiễm Covid-19 không có liên kết rõ ràng. Reuters đưa tin Hôm thứ bảy, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ông cảm thấy lo ngại về những ca nhiễm Covid-19 nhưng không có mối liên hệ dịch tễ rõ ràng, mặc dù tổng số ca bệnh bên ngoài Trung Quốc vẫn còn khá nhỏ. Theo Tổng giám đốc WHO, các ca bị nhiễm bệnh nhưng không có liên kết rõ ràng là những ca không có lịch sử du lịch đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ngoài ra, ông cho biết WHO đang vận động 675 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương. Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề tự do tôn giáo với Thủ tướng Ấn Độ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ nêu vấn đề tự do tôn giáo với Thủ tướng Ấn Độ khi ông đến thăm đất nước này vào thứ Hai 24 tháng 2. Reuters dẫn lời một quan chức hành chính cấp cao cho biết, Tổng thống Trump sẽ nêu ra những vấn đề này, đặc biệt là vấn đề tự do tôn giáo, điều cực kỳ quan trọng đối với chính quyền của ông. Vị quan chức hành chính cấp cao nói hôm thứ Sáu 21 tháng 2. Trước đó, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã phát đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn ở trong nước và những lời chỉ trích ở nước ngoài vì ban hành luật công dân được coi là phân biệt đối xử với người Hồi giáo. Báo động ở thánh địa sau chuyến viếng thăm của du khách nhiễm Covid-19. Chính quyền Israel và Palestine đang tìm cách dập tắt nỗi sợ hãi về sự bùng phát dịch Covid-19 sau khi 9 khách du lịch tham quan thánh địa được xác định dương tính với virus Corona khi trở về Hàn Quốc. Bộ Y tế Israel và Bộ Y tế Palestine đã yêu cầu những ai từng tiếp xúc với 9 khách du lịch này phải báo cáo và tự cách ly ở nhà trong 14 ngày. Trước đó, một phụ nữ Israel trên du thuyền Diamond Princess đã được xác định dương tính với virus sau khi trở về Israel vào thứ Sáu 21 tháng 2, nhưng hiện đang trong tình trạng tốt và không có bất kỳ triệu chứng nào, các quan chức y tế cho biết. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày.